Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ đến cái tựa game thứ hai, đó là Dân Lập Anh Thợ Sửa Máy Tính. Thì sau cái vẻ cái đợt đổi game đầu chắc là nó không có hứng thú nhiều lắm, nhưng mà thôi thì mình đã quyết định rồi, mình đã nói rồi đó, mình quyết định rồi thì mình sẽ cố mình làm gì đến cùng luôn cho khoảng chừng 4-5 game gì đó, rồi sau đó mình sẽ nghỉ để mình coi, hoặc là tới lúc đó thì mình sẽ mới xuống quyết định được, chứ mình chưa quyết định được. Bây giờ mình đang còn hứng mình làm cái này. Hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn là how to be một anh thợ sửa máy tính. Mình chơi trò này lâu rồi, khoảng 2 năm rồi á. Lúc nào buồn buồn vậy muốn giải trí lấy trò này ra chơi. Vừa học hỏi thêm mấy cái kiểu như là cái nhận biết với cái phần cứng đồ luôn. Trò này nó bản chất là gì mà nó không có dạy bạn lắp máy tính hoàn toàn, nhưng mà nó dạy cho nó cho các bạn biết mà kiểu như nhận biết được những cái linh kiện cơ bản. Cũ quá thì nó không có, nó chỉ lấy được mấy cái CPU mà đời 6, đời 7 trở lên thôi à. 6, 7 gì đó. Chứ đến thế hệ 10 trong đây thì cũng chưa có cập nhật nữa. À, thì chúng ta đến cái phòng của mình hồi đó là mình là trước đó nè. Đâu rồi mình cũng không chơi trò này, mình cũng nhớ nữa. Thì mình thấy có hứng mình làm clip cái trò này luôn. Cái này chắc là đợt trước mình mua nè. Úi giời. Mấy cái máy mình mua 2D trên mạng á. Cho nên sẽ có một số thứ có thể là nó sẽ bị hư hỏng cái gì đó, hoặc là nó mới hoàn toàn mình không biết. Này, má cái thùng này gì? Gì vậy? Lấy ra coi coi. Ủa má cái giỏ mở đã không? Thôi một tách à. Nó bự. Cái tảng đi quay. Nhìn được ha. Mình thích mấy cái phòng máy vậy lắm rồi. Máy này giống mấy cái máy server đồ các thứ nè. Má ô cứng nó nhiều. Rồi, máy thứ ba máy gì? Máy trước mua 2D mà. Gì 7, 1.0, 16G. Ok, máy cực cũng cơ bản. Ủa má là bấm vào đây nó đứng bà này. Tại cái này là cái hò cái tủ chứa máy tính của bạn á. Mới đầu game vô lúc nào nó cũng kiểu nó đơ đơ vậy. Thôi đó, nó. Lại mình mới thấy nó cập nhật cái gì nữa nên mình vào mình coi, mà chắc cũng có cập nhật gì đâu, mình coi thấy nó fix bung rồi. Rồi bây giờ đến phần chính nè, các bạn vào thì nó sẽ có một cái bảng, đây đó chính là cái bảng máy chủ của bạn đó. Trong đây sẽ có những cái phần nào mà mình cần thiết có mình nó để lên đây hết nè, như là email là để bạn nhận thư làm việc á, rồi shop nè là để mua đồ, virus là cái phần mà để cho các bạn coi được cái cấu hình máy mà để làm một cái gì đó, chơi game gì đó hoặc là làm gì đó giống Adobe Photoshop nè, rồi PC Bay là chỗ mà để mua 2D, PC Bay mắc cười vậy. Rồi Lightning là chỗ để các bạn sửa mấy chỉnh đèn led cho máy tính của bạn, mà cái này cũng không cần lắm, cái này là chỉ chỉnh cho cái máy của mình thôi, thường làm máy sắt không có đó đâu, tím. Rồi cái bắt đăng cái này để cho nó đo điểm cái phần cứng của các bạn á. Cái tầm qua tờ là một cái chỗ để mốt tảng nước, select này là những cái này nó thay đổi hình rồi, không có gì hết. Còn chỗ này chỗ mua gear, gear đây chỉ mình hưởng thôi, chứ đây khách đưa cho khách thì không có cần. Rồi mình sẽ đưa mình sẽ thử kiếm những cái công việc cơ bản ra nha, cái công việc mà để mình coi thử. Cái này là công việc cơ bản là sửa, nhưng mà chỉ là kiểu như là mình nhận biết sửa lỗi và tự sửa. Còn cái này giống như là nó bắt buộc các bạn, kiểu như là nó biên bắt buộc các bạn là phải thay cái gì đó, nó cho bạn biết luôn á, nó là thay RAM nè, thay kẹp màn hình nè, mà mình thì không thích cái này lắm, bỏ đi. Thôi tắt nhanh nhiệt, nước cực lắm, nó không có cực mà lâu lắm. Ignore and fix nè, thôi mình lấy cái này đi, 700 đô cho cũng ít. Chỗ này mình mua đồ chắc mình mua mấy thứ linh tinh đi. Này tặng nước năng ly này không. Rồi sau khi mà bạn nhận việc xong á thì ngày hôm sau nếu mà các bạn sửa máy cho khách á, thì ngày hôm sau thì các bạn sẽ được khách đưa máy tới. Vậy thì mình sẽ nói là trước khi mà các bạn ra khỏi phòng thì nhớ tắt máy tính và tắt đèn ngoài ra, chứ còn mà để không mà đi ra thì nó sẽ rất là tốn điện. Ok, thì chúng ta đã trở lại với phòng làm việc ngày hôm sau, và đây là cái máy của khách nè, còn đây là những đồ mà mình đã mua. Mình mua 2ND hoặc là mua trước đó thì nó đưa tới thôi. Máy này vui. Thì là máy nó đúng không? Đầu tiên là mở nắp kính ra trước đã. Giờ thì đầu tiên là bạn phải bật máy trước. Còn nếu mà trường hợp giống máy này á, là bật mà nó không lên á, thì chỉ có hai thứ bị hư thôi. Nó là command hoặc là cục nguồn. Nhưng mà mình thì thấy tháo cục nguồn dễ nên mình tháo cục nguồn trước để coi nó là sao. Nếu nguồn hư mình thay, nguồn luôn. Rồi vậy là trường hợp xui rồi là nó bị hư comment. Thì mình nhắn lại cục nguồn trước đó, tại để chút nó gắn lại cũng mệt á. Giờ mới tháo mấy thứ linh tinh ra. Nó tháo mấy cái dây nhợ và đồ các thứ ra, tháo RAM và đồ các thứ ra. Tháo tải nè, tháo kẹt nè. Chip gì? Mới ra i5-8400 giờ Z370 Pro. Rồi giờ chắc xác định được nó hư này chắc luôn á. Đây, broken nè. Tức Pro Gaming. Đây còn mình có, mình thay cho nó luôn. Nhưng là đây không có rồi. Thì đây mình sẽ đi mua thôi. Hẹn nó sửa cho không lâu. Rồi giờ thì các bạn sẽ vào đây, các bạn kiếm cái comment đó. Nhấn ở đây là nhấn về giá mà kiểu như là từ thấp lên cao nè. Còn đây là những mẫu bao mạch chủ bạn cần, cái này thì sao bạn kiểu như biết á, nhiều quá hãy cần. Còn bạn cứ bỏ giá ở trên dưới. Z310 Pro đúng không? Này plus này là Pro. Mua đúng của nó. Rồi hết cái gì hư đúng không? Ok để đi. Giờ thì mình sẽ skip thằng này, mình sẽ coi tiếp những cái đơn hàng tiếp theo là cái gì. Sữa này nữa nè. Replay thôi, tao không cần lắm. Đó, tao cần build thôi, mà build thằng này mày cứ tảng nước mày nghe mày. Đi check tiếp luôn, thôi kệ mày sửa cho thằng này đi. Mình vô mình kiếm mình check mua đồ thôi.
rồi xong rồi các bạn ấn mua thì các bạn ra xong bạn ấn mua nè, khi mà ấn mua đó thì ngày nó sẽ ngày hôm sau thì nó sẽ giao tới cho các bạn. Còn cái trường hợp mà cái này các bạn đừng có làm nha, tức là các bạn hãy tính kỹ coi là mình cần món đồ nào tới ngày mai thì các bạn làm luôn, các bạn mua trong ngày hôm đó rồi tránh để quên. Chứ còn mà quên mà các bạn mà đi mua nữa đó, thì ví dụ như mình mua cái này đi, những bài nè, thì nó sẽ on, nó sẽ tới trong vòng từ 3 tới 5 ngày. Nghĩa là lỡ như đơn hàng của bạn mà ngày mai phải giao á, thì chắc chắn là cái này, cái nhiệm vụ này là bạn coi như là bạn sẽ không được một sao nữa. Chút nữa mình làm xong mình sẽ nói cái vụ sao xiết này cho coi. Nó sẽ giao, có thể nó giao đâu rồi tới tuần sau nó mới giao được, nó sẽ bị lỡ đơn hàng của các bạn đó. Này, làm sao tránh các bạn tránh để quên, để không thôi nó nhiều lúc cái đồ món đồ mà cần tới ngày hôm sau mà các bạn không có được á, là các bạn không có đồ các bạn thay thế là các bạn phải hủy cái đơn hàng đó, mà hủy đơn hàng nó là một sao, nói chung nó sẽ khó khăn các bạn lắm. Giờ đưa comment vô trước cho mày nè. Thằng này là nãy là mấy, là một cây RAM mình đánh từ Mori 3000 mấy cũng chuẩn á. Không thích cái thẻ lắm, hình như nó màu xanh vậy, hết nhìn thấy chín chín sáng. Oh shit, thằng hồi nãy là hư kẹt luôn. Cái này là mình để ý kỹ nè, chính mình không để ý kỹ luôn. 480 đúng không? Sẽ kiếm 480. Biết đâu mấy đâu còn sao? Chết mẹ nó, mình không có cái gì nữa. Đơn hàng này chừng nào xong vậy? Chết mẹ giờ nó cần kẹt nữa. Giờ mình thử mình lấy kẹt nào khác mình nhắn được không? 580 luôn được không? Tôi cho mày 580 luôn nè. Kiếm ít luôn nè. Nó vẫn cho hai kẹt, nó chấp nhận vậy đi. Cho nó lên đời luôn, tại mình không có đồ mình không để ý kỹ nữa. Nó rất lo về thôi, qua sử dụng thôi, cho em mình cũng phải qua sử dụng rồi, còn không thì kiếm món đồ nào nêu trả nó coi. Chịu đổ tiền coi. Mình có 2060. 1660 970. Những cái đồ nó dứt xịt nè, đã qua sử dụng nè. Mình sẽ kiếm con nào nó vừa tầm của thằng này, cái mình thay vô luôn để nó không có quá tiền á. Coi bộ không có rồi này. Xui. 5700T hả ta, cũng AMD. Mạnh hơn á. Mẹ rồi, giờ lại quá tiền nè. Quá tiền nó chỉ cho các bạn 700 đô để sửa thôi. Cái bạn nhắn đồ xịn quá nó không cho. Thì chắc chắn chỉ còn có 1660 gì nãy thôi à. 5 đô còn lại. Vừa luôn. Ok, lên kẹt cho nó luôn. Kim chai gì nhờ ơi, nào bấm keyboard. Nếu mà cái dây nào nó không có đó thì nó không có hiện đánh dấu lên, nó coi như là mấy bạn xong rồi. Cái này là chế độ normal mới có thôi. Còn chế độ khó là nó không có cho bạn biết dây nào luôn nè. Dây nào luôn. Tự các bạn phải mò. Các bạn nhấn delete nè. Này là cái mẹo nha. Để các bạn chỉnh cho sum RAM nó cao lên á. Để cho lúc mà nếu các bạn nào mà chạy 3D Max mà kiểu cần điểm cao thì các bạn cần cái bit RAM này lắm. Nó tao thay cho mày đồ mới hoàn toàn. Tiếc là tao không có 480 của mày thôi. Chết mẹ nó vẫn bị. À nó cần MSI. Hồi nãy nó lại cho thêm tiền là mày đưa mình đưa mình MSI nó được rồi. Thôi kệ 4 sao cũng được rồi. Tại nó sẽ có hai cái. Thì cái nhấn nếu như các bạn nhìn thấy cái đơn hàng này nè, là nó đang cần cái máy tính nè. I know usage bad nè, tức nghĩa là nó đang cần, nhưng nó cần cái đồ mới nè và nó cần cái MSI. Thì bạn cần làm đúng hai thứ này cho nó để cho để các bạn có thể được 5 sao. Ủa bây giờ cái thằng này là build mấy không á? Hồi thằng này overclock rồi kìa bạn đi. Mình sẽ build hai máy luôn. Cho Hato này thì nhẹ lắm, nhưng mà một máy thì cần tới 8.3 lần hả? Từ từ kiếm đồ cái gì sau đó mình suy nghĩ mình build nó là sao. Yep, ok đi 270 mình cũng thích lắm. Giờ để thằng này ra trước đi. Thằng này là cầm đồ MSI đúng không? Thì mình sẽ kiếm một vỏ của MSI trước. Chỉnh giá từ thấp đến cao. Một thằng thì mình sẽ lấy cái này đi. Còn thằng con nhỏ kia thì nó cầm đồ. Nó đang vội. Chỉ là cái thằng con nhỏ này nó vội thôi. Thì nếu con nhỏ này vội á thì đi đây. Nó chỉ cần recommend luôn ha. Còn 8.3 này để mình suy nghĩ thôi. Cần con kẹt cỡ 6.000. Ủa đâu, nếu 8.000 vậy mà con kẹt phải cỡ 6.000. Cỡ từ 2070. Chip phải 2.000 mấy nữa. Là 7.700K là được. Còn con nhỏ kia là cái trò Hato này nhẹ lắm phải. Nó mà nhẹ hiệu thì thằng con nhỏ này build sao đi. Giờ tới thà coi cái thằng MSI trước. Bỏ máy rồi nè. Main MSI vô. GS390 của game mình AC mình tích rồi carbon hơn. Hay Tomahawk ta. Thì thằng giá tiền mà thôi. Con nào hiệu năng trên giá thành nhé. Tomahawk đi. i7 8700K. Đây. RAM thì mình cứ chọn RAM 4000 luôn. OC lên cũng vậy. T4. Mình chơi Trident đi. Nếu mà kẹt cỡ 2070 Super thì chắc chắn phải cần cỡ 1080 á. MSI đi. Đúng rồi, MSI thì chỉ có GameX thì đang mạnh nhất thôi. Mà GameX thì nó chưa có mấy cái mẫu mới 2070 rồi, nó chưa có cho cập nhật trong đây. Thì chắc chắn 1080 rồi đó. Nguồn thì tại máy Cooler Master cho nên mình sẽ chọn nguồn Cooler Master luôn cho nó đồng bộ mà. Nguồn chắc là lấy cái nguồn module nè. Mình thích mấy cái nguồn module lắm. Cooler Master luôn. Tặng nước luôn. Ốc kính thì
cứng nào ta? Này đi, mà chỉ đi. Coi đủ ok chưa? À, thêm cái quạt nữa. Quạt nào 120 mà xịn xịn xíu vậy. Thôi một tách đi. Rồi, đây là xong nguyên bản cái máy tính của nó là 8.300 đúng không? Đồ mới đi. Đa số là mới đi hết rồi. Tại chỉ cần một món ở trong đó là mới đi thôi là các bạn cũng được rồi. Giờ là tới con nhỏ kia. Nhỏ kia lắp máy thường cho nó. Mà tại vì nó chơi cái trò đó là chắc chắn là con gái. Chắc chắn là con gái. Cho nên điều cái máy nào cỡ nó. Mình biết cái con cây H4.Y của nó chết tê. Ủa đâu rồi? Đây. Trắng luôn. Đó. Motherboard thì cái này là thuộc những cây MATX. Cho nên cần comment của MATX luôn. Form. Để mình form MATX cái này nè. Này Micro ATX nè. Nó sẽ hiện lên hết tất cả những cái hàng cầm. Chắc nó mới thường cho nó. Sao comment mở B450 này mắc nhất ta? Mắc gần giúp 390 hả? 370 nữa. Chỉ lắp đồ asset cho nó đi. Thì con này thì gần game nhẹ cho nên thôi gắn i3 mà mạnh nhất cũng được á. 830k cũng được rồi. Cool Linh thì của Deep Cool đi. Con này chơi tháng 9 cũng được rồi. Mình thích chơi cho nó kiểu nó thực tế hết. Cây fan thì lúc nào cũng Deep Cool. 3 cái. Đâu cái này thấp đi. Em đang có nhiều à. Giờ tới tán CPU quá luôn rồi, giờ tới kẹp của Asus nhưng mà nó cần 050 mà mình nhắn 060 cho nó luôn. Nhưng mà của Asus đàng hoàng. Đó, Rostick đàng hoàng. Đồ cho nó đẹp đẹp xíu. Nguồn chắc 450W đủ rồi. Mà thôi chơi nguồn xin xin xíu. Anata 600W gì. Stone thì lấy cho nó kiểu cứng. Cứng nào đó, nhiều trong lượng xíu. Một cái ổ cứng thường cho nó nhanh đi. Rồi còn cái gì đó thì nó từ từ nâng cấp sau này. Ui má cái gì đây? King vậy? Ngàn ghi? What the fuck? Một cái ngàn ghi với một cái 500 ghi gì đó nó khác nhau mà ta. À con này ngàn ghi nhưng mà nó lại tốc độ nó chậm hơn con này. Lấy con này đi. Rồi mấy con này là đủ chưa ta? À thiếu RAM. RAM 4000 là con này chắc 8GB RAM đúng rồi. Là con này lắp cho nó một RAM này luôn. À mà lắp RAM giống ở trên đi. Mùi cho nó gì. Ok. Đó tất cả đồ sẽ đến cho ngày mai. Ngày mai mình sẽ build hết cho nó luôn. Đây mình thích uống nhiêu vậy? Này hồi này là build cho nhẫn gái trước nè. Mình build nhẫn gái trước đi. Này mình mua quạt rồi đúng không? Giờ mình sẽ tháo mấy cái này ra luôn, mình tháo quạt ra. Tháo mình hông ra nữa nè. Để mình lắp cái quạt của mình vô. Thì 140 nè. Mình thì làm cho nó thiệt xíu tại bên ngoài đời là các bạn nha. Ngoài đời là các bạn cần hai cái quạt này để thổi gió mát vào nè. Đối dọc bụi nè. Phần nào đó xong để hai cái quạt này vô trong. Còn cái phía một cái phía sau là để gió nóng ra. Đó, coi như là fan đối lưu là xong rồi đó. Nó men vô. Thôi, nguồn đi. Motherboard. Bom mạch đấy. Thì thôi, được rồi. Vừa thấy không, MATX. Cái cây ở nhà đang ngoài đời của mình luôn là cũng MATX. Thì nào, tại mình cũng thích form này lắm. i3 8350K nè. Ngoài đời chắc cũng được. Tại con i3 này nó ép xung lên thì nó không có nóng lắm đâu. Con i3 này thôi cũng đủ chơi cho con kia này. 4x4 luôn chơi cũng đủ rồi. Nó cho tăng khí đẹp đẹp xíu. Nó cứng nè. Nó cho mình NVMe này đó. Gắn vô nhau xíu vậy. Chặn BCI. Cái chặn này tháo ra 1060. Đó vừa khích một cây luôn. Vừa đó. Coi như thằng bộ cây là xong rồi đó. Điều máy tính nó nhanh lắm. Nó không như cái trò xe cũ kìa. Xong cái bạn nhớ cắm USB vào. Boot win lên. Trước khi boot win nhấn vào BIOS. Đó, nhấn RAM từ 2004 lên 4000 thấy không? Hiệu năng cao hơn nhiều lắm. Nếu mà bạn bấm điểm 3D Max á. Đó, coi như nếu mà đủ thì cái phần kia nó xanh lên rồi. Nó kêu bạn trở lại cái chỗ mình để giao cho khách này. Đó, thằng này là MSI nè, build nhanh này. Mình build tốc độ lên. Này, build tới tốc độ của nó là sao mày? Không. Mà giờ bạn có cái dạng của thằng này là coi như chiếm mọi game luôn, không cần suy nghĩ gì luôn ấy. Chiếm mọi game trên màn 2K. Mình 4K đuối này. Ô mà mình chỉ tán nước mà đúng không? Thì đâu cần lắp cái quạt này. Quá này luôn. Cái này nó dở, nó không có cái chỗ mà để cái tảng nước ở trên. Mình thường thích để cái nước ở trên hơn á. Tảng IO á, đúng này nè.
chứ để đằng trước thì cái follow airflow nó không đúng giống như cái này nữa, tự nhiên nó tốc gió, tốc gió nó nóng từ bên trong, ý nhá, gió bên trong đây nè, nó đổ như vậy làm mát cái nó đẩy gió nóng ra bên ngoài, cái nó bị lật đi á. Mà nếu như bạn gắn IO phía trước á, thì nếu mà bạn đổi cái fan lại á, thì gió nóng nó sẽ hút gió nóng để nó qua cái rác này nè, nó đỡ gió nóng vô bên trong, thì con cạc của bạn nó sẽ phải chịu nóng, nó kỳ lạ vậy đó, nó nóng vô rồi con cạc của bạn sẽ nóng hơn, nó mới ra được khí nóng vô đây. Chuột. Còn nhìn ra cái máy nó dễ lắm. Ngoài đời thì cần đi dây nhợi rồi nó mới khó, nó mới cần kỹ thuật xíu thôi. Chứ nếu bạn biết làm, bạn quen rồi nó còn dễ hơn nữa. Vô máy tính ở nhà dễ lắm. Thôi giờ cái điện này là các bạn cần cái 3D Max lên gì đó thì các bạn phải cài nha. Các bạn cài cái 3D Max này nè. Và thêm cái nữa mình nghĩ các bạn cần là system cái info này nè. Tại có nhiều bạn mà lắp nguồn mà kêu không biết nguồn nó ra sao cho đủ thì cái này nó cũng cần nha. Cái bạn bật cái này trước. Rồi bạn ấn trên này đó nó sẽ hiện lên thấy không, giống như nhiệt độ CPU nè, giờ đang 6 mấy độ nè, 6 9 độ nè. Rồi nhiệt chuẩn nè. Rồi điện tiêu thụ đây nè, mình 750W nè, nếu mà nó chạm ngưỡng cái này là bắt đầu nó màn hình xanh liền. Rồi giờ đợi cho nó chạy thôi. Coi như là ba công việc của nó dễ thấy nhất ở trong đây là xong rồi, nó giống như xong cái này thì bạn nhấn connect 5 sao nè, đó 5 sao. Rồi pair này cũng biết là thích luôn đúng không? Nó cũng cứ lặp đi lặp lại đó. Còn thằng này thì cần ép zoom lên thì có thể tập 2 mình sẽ chỉ, tập 2 mình sẽ đi vô tảng nước rồi các thứ luôn. Này 2080 Super Tinker Fan mua luôn. Cái chiếc này còn có 1000 đô. Má nghèo mẹ này. Nhưng mà còn đang mua máy tính gì nữa nè. Cây mệt đi. Gắn đồ Aorus. Thằng này chết. Đây giờ gắn còn tảng nước các bạn nhìn thấy ghét không? Gắn thế này ta gắn mẹ cái này ra sao đi. Tao vứt cái fan này trước. Đi ngu mấy cấp ra. Ôi má nó hỏng mà. À, đi đằng sau vậy nè đó. Nhìn thấy nó gọn hơn không? Nếu làm vậy thì nó sẽ cũng sẽ hơn, nếu như mà ăn mà gắn IO phía sau nó sẽ hưởng gió nóng tượng kẹt lên. Nó đổi gió nóng vào làm mát CPU trong đây. Bây mình nói trên nóc là lúc nào cũng tiện nhất. Đó, thấy bạn đủ chiều đủ điểm luôn không? Tại thường là mình hay lấy cái gì? Cái điểm của CPU là cái điểm của cặp màn hình cộng lại nó sẽ ra xem kiểu vậy. Five star. Cái việc này đéo sửa. Bố đéo sửa làm gì bố? Bố đéo thích sửa, đi vô khác chơi. Rồi, tập sau thì nên đập này mình sẽ ép xung đi. Ok thì coi như tập 1 của mình tới đây ha. Mình sẽ mới giới thiệu cho các bạn là ba cái đơn hàng mà dễ nhận thấy nhất ở trong đây, còn cái đơn hàng kiểu ép sung với lại cái đơn hàng mà kiểu gắn tảng nước á, thì gắn tảng nhiệt nước tâm á, thì tập sau mình sẽ làm nha. Các bạn cảm ơn các bạn đã xem nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Bye bye.